Bố của tôi đi làm visa, họ yêu cầu chứng minh tài chính. Bố tôi nói con gái tôi là Đoàn Di Bằng. Lật đật lấy của chồng một ít vàng đem bán, cụ thể là 100 cây vàng. Ở tạm biệt thự chục tỷ trước khi xây penthouse 400 tỷ. Tậu ngay bộ ấm trà hơn 70 triệu của nhà thiết kế Thái Công. Những điều vừa liệt kê chỉ là một phần trong những lần mà Đoàn Di Bằng cùng chồng phô ra cho công chúng về độ giàu có hào choáng của mình. Nổi tiếng với tài sản khủng cùng độ chịu chi, vợ chồng Đoàn Di Bằng từng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống xa hoa của họ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, liên tục những tin đồn về sự phông bạt, làm màu của bộ đôi này xuất hiện, kèm theo đó là những lùm xùm liên quan đến chuyện từ thiện, cũng như việc công ty giải thể đã khiến cho dân tình đặt ra câu hỏi liệu vợ chồng Đoàn Di Bằng có thực sự giàu có? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu sự thật về cuộc sống giàu có, sang chảnh cùng khối tài sản thực của Đoàn Di Bằng cùng chồng đại gia. Và trước khi bước vào video, các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha. Còn bây giờ, vào nội dung chính thôi. Đoàn Di Bằng, sinh năm 1990, nổi tiếng với sự xinh đẹp cùng cuộc sống viên mãn bên ông xã doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ, một đại gia bất động sản. Cặp đôi có ba cô con gái đáng yêu, còn đang nhỏ tuổi. Những năm 2010, Đoàn Di Bằng phát triển sự nghiệp ca hát, từng đoạt giải bạc trong giọng hát vàng ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6. Khi đang được chú ý thì cô bỗng thông báo kết hôn, rút khỏi showbiz. Thời điểm kết hôn, lễ cưới của cặp đôi có độ xa xỉ nức tiếng. Đoàn Di Bằng cũng hạnh phúc cho biết, khi kết hôn, cô được gia đình chồng tặng bộ quà cưới 2 tỷ và căn nhà giá trị 1 triệu đô. Sau khi lập gia đình, Đoàn Di Bằng tập trung kinh doanh, mở thương hiệu riêng, có cuộc sống ví như bà Hoàng vì chồng hết mực cưng chiều. Đoàn Di Bằng không ngần ngại chia sẻ những kênh truyền thông về độ giàu có của mình qua những bức ảnh đi xe sang, ở nhà cao cửa rộng, đi du lịch ở những địa điểm đắt đỏ. Cô khoe rằng việc kinh doanh của hai vợ chồng đều phát đạt nên cả hai sở hữu nhiều bất động sản, trong đó có căn biệt thự gia đình cô đang ở trong thời gian chờ hoàn thiện biệt thự 400 tỷ. Đặc biệt, nữ đại gia quận 7 còn gây sốc như tuyên bố chi tới 6 triệu đô la Mỹ cho Thái Công để thiết kế và hoàn thiện căn biệt thự 400 tỷ. Dù vậy, căn biệt thự ở quận 7 với diện tích đất lên đến 450m² vẫn đủ khiến nhiều người phải trầm trồ. Cùng từ đó, Đoàn Di Bằng được gọi với nhiều biệt danh đậm mùi tiền như là đại gia quận 7, nữ đại gia ở nhà 200 tỷ. Tuy nhiên, giấy không gói được lửa. Trong thời gian gần đây, những thông tin vén màn sự thật cuộc sống nhung lụa của Đoàn Di Bằng liên tục xuất hiện, nhất là khi công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ VB Universal của vợ chồng ca sĩ đã giải thể do kinh doanh không hiệu quả. Trước công ty VB Universal, tháng 11 năm 2017, một công ty khác do ông Vũ làm người đại diện pháp luật là doanh nghiệp tư nhân thế giới Stick, thành lập vào năm 2013, cũng bị giải thể vì kinh doanh không hiệu quả. Vào thời điểm năm 2016, truyền thông cũng đã từng nhắc đến vợ chồng Đoàn Di Bằng và ông Nguyễn Quốc Vũ thế chấp xe Mercedes-Benz tại ngân hàng. Năm 2021, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cùng Đoàn Di Bằng thông báo đã đặt hàng thành công chiếc siêu xe Rolls-Royce màu hồng. Tuy nhiên, dân tình đã phát hiện ra điểm bất thường là đến thời điểm hiện tại không hề thấy chiếc Rolls-Royce này đâu. Đặc biệt, chuyện nữ đại gia này còn gây sốc như tuyên bố chi tới 6 triệu đô la Mỹ cho Thái Công để thiết kế và hoàn thiện căn biệt thự 400 tỷ của mình, cũng bị bóc mẽ là phông bạt khi mãi chưa thấy căn biệt thự hoàn thiện. Lên tiếng về điều này, Đoàn Di Bằng cho biết đã đi vay ngân hàng trả từng khoản theo thời gian cố định. Riêng khoản tiền 6 triệu đô sẽ được chia ra thanh toán thành nhiều lần. Ngoài ra, tháng 2 năm 2024, cặp đôi này đã thế chấp hợp đồng mua bán căn nhà tại dự án Amelie cho khoản tín dụng 30 tỷ đồng. Bên cạnh câu chuyện về giàu ảo, cặp vợ chồng này còn bị cư dân mạng chỉ trích vì nói thì hay nhưng làm thì dở. Bằng chứng được cư dân mạng đưa ra là những lần lên mạng gọi mời người mua sản phẩm để lấy tiền quyên góp, làm từ thiện, nhưng rồi im ắng đến lạ của cả hai. Từ việc vợ chồng Đoàn Di Bằng hứa xây nhà ở miễn phí cho người vô gia cư dịp Covid-19, hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho em bé dính tay chân, cho đến việc bao 1.000 vé xe cho bà con về quê ăn Tết, tất cả đều bị bóc mẽ là lời hứa suông. Dù vợ chồng Đoàn Di Bằng liên tục lên tiếng phủ nhận, cũng như yêu cầu luật sư làm việc, lập vi bằng chứng minh sự trong sạch, nhưng những bằng chứng cô đưa ra vẫn chưa đủ minh bạch để thuyết phục cư dân mạng. Vậy rốt cuộc vợ chồng Đoàn Di Bằng thực sự kinh doanh gì? Câu trả lời chính là thương hiệu Hanayuki, với pháp nhân đứng đằng sau là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ VB Group, doanh nghiệp
có ngành nghề kinh doanh chính theo đăng ký kinh doanh là buôn bán đồ dùng khác cho gia đình. Trụ sở doanh nghiệp được đặt tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ của doanh nghiệp là 8 tỷ đồng, được thành lập vào năm 2021. Chồng của Đoàn Duy Băng, ông Nguyễn Ngọc Vũ đảm nhận vị trí tổng giám đốc. Tuy nhiên theo tìm hiểu, ban đầu pháp nhân đứng đằng sau Hanayuki, trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ VB Universal, công ty vốn bị khai tử sau 4 năm ra đời. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 3 năm 2017 với mức vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Ngành nghề chính là buôn bán đồ dùng cho gia đình, trừ kinh doanh dược phẩm. Người đại diện pháp luật lúc đó là bà Phạm Thị Thanh Thúy, cũng tên thật là Đoàn Duy Băng. Sau người đứng tên cuối cùng trước khi công ty giải thể là ông Nguyễn Ngọc Vũ. Với pháp nhân mới, thương hiệu Hanayuki nổi lên nhanh chóng, ngày càng thu hút được sự quan tâm của phái đẹp. Tương tự như những đối thủ khác trong cùng ngành, doanh thu của Hanayuki chủ yếu đến từ các nguồn buôn bán xỉ cho các đại lý, bán hàng online qua nền tảng website và TikTok Shop. Toàn bộ dữ liệu về doanh số không được công khai. Bên cạnh đó, thì TikTok Shop cũng đang thể hiện vai trò là một kênh quảng bá hiệu quả của Hanayuki và vợ chồng Đoàn Duy Băng. Tích cực xây dựng hình ảnh cá nhân và thương hiệu, Đoàn Duy Băng sở hữu kênh TikTok với 1,8 triệu người theo dõi. Dựa vào đó, cô thường xuyên quảng bá thương hiệu do mình sáng lập, cũng như bán lẻ các sản phẩm của nhà Hanayuki. Theo hiển thị, TikTok Shop của Đoàn Duy Băng đã bán ra khoảng 121.600 sản phẩm. Các mặt hàng bán chạy nhất là kem chống nắng, dung dịch vệ sinh, son dưỡng và mặt nạ. Tính chung, các sản phẩm có giá trung bình 150.000 đồng đến 200.000 đồng. Như vậy, TikTok Shop của Đoàn Duy Băng có thể đã ghi nhận doanh thu khoảng 18,2 tỷ đồng đến 24,3 tỷ đồng. Cửa hàng của cô không áp dụng chính sách chia hoa hồng cho KOL, vì vậy sẽ chỉ còn mức phí 5% cho TikTok. Dự tính, kênh bán hàng trên TikTok của cô đến nay chỉ thu về 17,3 tỷ đồng đến 23 tỷ đồng doanh thu, chưa tính chi phí sản xuất, marketing và nhân công. Do vậy, nguồn gốc khối tài sản kếch xù của vợ chồng Đoàn Duy Băng vẫn là một dấu hỏi lớn. Từ lâu thì công thức thành công cho các doanh nhân nổi lên từ mạng xã hội chỉ là xây dựng thương hiệu cá nhân, hình ảnh cuộc sống giàu có, chịu chi và không thể thiếu những phát ngôn gây sốc. Câu chuyện khoe nhà tiền tỷ, xe sang không còn là lạ. Sau nhiều doanh nhân trong quá khứ cũng bị bóc mẽ vay mượn để PR cho bản thân, công ty nhằm lùa gà. Về phần vợ chồng Đoàn Duy Băng, việc liên tục có những động thái mập mờ, không rõ ràng về tài sản cũng như chuyện từ thiện đã khiến công chúng thay đổi thái độ và quay lưng với họ. Và đó là toàn bộ những thông tin về độ giàu có thực sự của vợ chồng Đoàn Duy Băng. Các bạn, bạn nghĩ rằng có hay không chuyện cặp đôi này phông bạt, khoe mẽ để đánh bóng tên tuổi? Hay để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận nha. Và đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình để đón chờ những video mới nhất ra trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.